xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh anh audio kết thúc tập trước sau khi từng trần kích hoạt được bậc thang vô thượng kiếm đạo cuối cùng thì kiếm ý từ bậc thang đó phát ra làm rung chuyển cả trong lẫn ngoài yêu kiếm truyền thừa làm cho đám võ giả ở bên ngoài quảng trường xôn xao nghị luận không hiểu bên trong đã xảy ra chuyện gì mà tông chủ yến thập cửu cũng thế ngay khi dị tượng đó phát sinh lão ta liền lâm vào trầm tư ngay mà trong lúc vị tông chủ này đang suy đoán nguyên nhân thì đột nhiên có hai đạo thân ảnh lao vào quảng trường trung tâm trong đó có một nữ tử mặc áo đỏ còn đi theo nàng là một âm nhu nam tử da dẻ mịn màng mà nữ tử áo đỏ kia chính là người của chấp pháp điện khi trước đã từng giao thủ qua với từng trần thế nên ngay khi nhìn thấy cô gái này thì yến thập cửu liền vội vàng ra đón tiếp và sau một hồi trò chuyện hắn cũng biết được nữ tử chấp pháp điện kia lần này đến đây là để đưa vị cơ công tử ở bên cạnh đến tham gia yêu kiếm truyền thừa mặc dù không biết lai lịch của vị cơ công tử này thế nào nhưng mà để cho nữ tử chấp pháp điện này cung kính như thế nên yến thập cửu cũng không dám thất lễ Thế là ngay sau đó, hắn liền nói qua một số thông tin cần thiết trong yêu kiếm truyền thừa cho vị cơ công tử này nghe qua. Và sau khi đã hiểu rõ đôi chút về yêu kiếm truyền thừa, thân hình cơ công tử liền lóe lên, chớp mắt đã vượt qua được kết giới khảo hạch để tiến vào bên trong. Nhưng mà vừa bước chân vào, còn chưa biết bên trong này trông như thế nào, thì vị cơ công tử này đã bị một đám võ giả vây quanh, rồi không ngừng kể lại những chuyện vừa phát sinh, và trong đó cũng bao gồm cả việc từng trần leo lên được đến bậc thang kiếm đạo thứ 101 chắc do quá kích động về những chuyện phát sinh trong yêu kiếm truyền thừa lần này, thế nên có một tên chạy đến cầm hẳn tay vị cơ công tử này để kể. Ngay khi cảm thấy có kẻ chạm vào tay mình, thì một cổ kiếm ý kinh khủng từ trong người vị cơ công tử này bộc phát ra, chứng cho đám võ giả xung quanh bay ngược ra sau. Chật vật đứng dậy, đám võ giả này rất muốn xông lên dậy cho tên công tử kia một bài học, thế nhưng cảm nhận được khí tức vũ vương hậu kỳ từ trên người đối phương, nên không có tên nào dám can đảm đi lên cả. Còn về phía vị cơ công tử kia, thấy bộ dạng chật vật của đám người đó, thì hắn lạnh lùng nói, thật xin lỗi, ta không thích có người khác động chạm vào mình. Nói xong, hắn quay người đi đến bậc thang kiếm đạo luôn. Đứng trước bậc thang kiếm đạo đầu tiên, kiếm ý trên người cơ công tử này liền bạo phát ra, thế là trong nháy mắt 90 bậc thang kiếm đạo đầu tiên đồng thời được thắp sáng, rồi sau đó là liên tiếp 10 bậc thang ngân sắc kiếm đạo lần lượt được kích hoạt. Lúc này, đứng trên bậc thang kiếm đạo thứ 100, vị cơ công tử mới cảm nhận được khó khăn khi muốn thắp sáng được bậc thang vô thượng kiếm đạo cuối cùng này thế là toàn bộ kiếm ý trong cơ thể liền được hắn bộc phát ra, không chỉ thế mà ngay cả kiếm hình huyết mạch cũng được hắn vận chuyển đến mức tận cùng. Theo đó là một hư ảnh kiếm hình liền xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Nhìn dị biến đột nhiên xảy ra như thế, làm cho đám võ giả bên dưới nổi lên một trận xôn xao bàn tán, không biết tại sao trên đỉnh đầu hắn lại xuất hiện một hư ảnh kiếm hình như vậy. Mặc dù có rất nhiều người không biết đó là gì, thế nhưng trong số võ giả có mặt ở đây cũng không thiếu những người hiểu sâu biết rộng, và một trong số những người đó liền lên tiếng nói: "Đây chính là kiếm hình huyết mạch." Theo như ta biết, thì người nào sở hữu được kiếm hình huyết mạch này, tốc độ lĩnh ngộ kiếm ý, cùng với tu luyện kiếm pháp sẽ nhanh hơn người bình thường như chúng ta tới hàng vạn lần. Mà trong lúc đám võ giả bên dưới đang say sưa nghe tên này giải thích như vậy, thì lúc này vị cơ công tử kia cũng đã thắp sáng thành công bậc thang vô thượng kiếm đạo cuối cùng. Theo đó một cột sáng kim sắc từ bậc thang này phát ra chiếu thẳng lên không trung, đem vị cơ công tử kia bao phủ vào bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng này, làm cho đám võ giả bên dưới vô cùng hâm mộ cùng sùng bái. Thế nhưng vẫn không ít kẻ nổi lên lòng ghen tị, chỉ vì tên nam tử này có kiếm hình huyết mạch nên mới có thể dễ dàng kích hoạt Bậc thang vô thượng kiếm đạo như vậy. Thế nên ngay khi vị cơ công tử kia sắp biến mất khỏi bậc thang kiếm đạo cuối cùng, thì có một tên võ giả từ trong đám người lao lên, hắn muốn trực tiếp giết chết kẻ được ông trời ưu ái này. Lúc này, đứng trong kim sắc hào quang bao phủ, nhìn thấy có kẻ muốn xông lên giết mình, nam tử họ Cơ kia liền vung tay lên, theo đó một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hướng thẳng tên võ giả kia đánh tới. Dưới uy lực của kiếm quang đó, tên võ giả kia trực tiếp bị trấn cho nổ nát, hóa thành huyết vụ bay đầy trời. Xử lý xong tên võ giả kia, thân hình của cơ công tử cũng biến mất tại Bậc thang kiếm đạo thứ 101. Quay lại với Tần Trần, lúc này hắn đang xuất hiện trong một không gian khác của Bậc thang vô thượng kiếm đạo, ở trong này cũng không có gì cả, chỉ có duy nhất một con đường kim sắc kéo dài đến vô tận mà thôi. Sau thời gian nửa canh giờ đi trên con đường này, Tần Trần cũng không có phát hiện ra điểm nào khác thường ở đây cả. Đang lúc suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể rời khỏi đây để đi tìm U Thiên Tuyết thì đúng lúc đó ở trước mặt Tần Trần vô hình kiếm ý đột nhiên ngưng tụ hóa thành một người toàn thân đen kịt ngay khi người này vừa hiện ra thì kiếm ý trên người hắn đột nhiên bạo phát rồi hướng Tần Trần đánh tới bị công kích bất ngờ như thế làm Tần Trần không kịp ngăn cản theo phản xạ thân thể hắn nghiêng sang một bên để né tránh một kích vừa rồi mặc dù đã né được thế nhưng trên mặt Tần Trần vẫn xuất hiện một vết thương nhẹ do kiếm ý gây ra quay đầu nhìn lại người vừa xuất hiện kia Tần Trần lạnh giọng hỏi ngươi là ai thế nhưng đối phương lại không có trả lời hắn mà lại lần thứ hai hướng hắn xuất thủ theo đó vô tận kiếm quang liền xuất hiện rồi hướng từng trần đánh tới dưới thế công đó từng trần không dám coi thường thân hình hắn vội vàng lui lại phía sau để né tránh kiếm quang rồi sau đó bắt đầu phản kích lại theo thân thể lao lên từng trần dồn toàn lực đánh một chưởng lên ngực đối phương trấn cho hắn bay ngược ra sau thế nhưng khi nhìn thấy đối phương không có vấn đề gì mà trên ngực cũng chỉ lõm xuống mà thôi liền làm cho từng trần có chút kinh hoảng lúc này trong đầu tần trần thầm nghĩ chẳng lẽ tên này cũng tu luyện bất diệt thánh thể sao mặc dù nghĩ thế nhưng tần trần vẫn không chút chủ quan hắn liền thi triển ra tinh thần phong bạo để công kích nhưng mà đối phương lại không có chút nào bị ảnh hưởng cả lúc này tần trần mới dám khẳng định có thể đây chính là kiếm khách mô phỏng do kiếm ý ngưng tụ thành để khảo hạch bản thân cũng nên chính vì thế mà tất cả mọi thứ bản thân mình có thì kiếm khách mô phỏng kia cũng có khi đã nghĩ thông suốt điểm này một cổ chiến ý trong người tần trần liền bộc phát ra thế nhưng không đợi hắn phát động công kích, thì đối phương đã thi triển ra phi tinh kiếm pháp hướng hắn đánh tới rồi. thấy vậy, tần trần cũng thi triển ra phi tinh kiếm pháp hướng đối phương đánh tới. ngay khi hai cổ kiếm khí này va chạm với nhau, liền trấn cho hai người đồng thời lui lại phía sau. chỉ là tần trần chỉ vẹn vẹn lui lại sau ba bước, còn kiếm khách mô phỏng kia thì phải lui lại tới năm bước mới ổn định được thân thể. dưới điều kiện tất cả mọi thứ đều được mô phỏng lại, mà kiếm khách kia lại rơi xuống hạ phong, tần trần liền nhìn được ra nguyên nhân đó là do lĩnh ngộ về phi tinh kiếm pháp của kiếm khách mô phỏng kia còn kém xa mình. Thế nên nếu muốn đánh bại kiếm khách đó, Tần Trần chỉ cần liên tục thi triển ra phi tinh kiếm pháp là được, nhưng mà Tần Trần lại không muốn nhanh chóng đánh bại mô phỏng kiếm khách này. Nguyên nhân bởi vì, khó khăn lắm mới tìm được đối thủ ngang tài ngang sức với bản thân, nên Tần Trần muốn mượn cơ hội này để mà dũ kiếm pháp của bản thân. Thế là sau đó, những kiếm pháp nào còn chưa lĩnh ngộ được hoàn toàn, thì Tần Trần liền sử dụng nó để đối chiến với kiếm khách mô phỏng kia, và sau một hồi chiến đấu, thì công kích của Tần Trần ngày càng trở nên sắc bén hơn, không những thế, lĩnh ngộ về kiếm đạo của Tần Trần cũng thông thấu hơn trước rất nhiều. Sau nửa canh giờ đối chiến cùng với kiếm khách kia, Tần Trần liền nhận thấy, hiện tại mô phỏng này cũng không mang lại tác dụng gì cho mình nữa, thế nên hắn liền sử dụng chiêu thức mạnh nhất trong ngựa kiếm thuật, là nhân kiếm hợp nhất để công kích kiếm khách kia. Dưới một kích mạnh nhất này, mô phỏng kiếm khách kia liền bị nghiền thành mảnh vụn, theo đó một đạo kiếm ý từ trong kiếm khách kia bay ra, quay xung quanh người Tần Trần. Thấy vật đại bổ này, tần trần không chút do dự mà liền hấp thu ngay và sau khi hấp thu xong đạo kiếm ý này thì kiếm ý trong cơ thể tần trần đột nhiên tăng vọt giống như là có một loại lột xác hoàn toàn mới so với trước kia vậy cảm nhận được điều này làm tần trần vui mừng không thôi thế là hắn vội vàng tiến lên phía trước xem có gặp thêm mô phỏng kiếm khách nữa không và cũng không phụ lòng mong đợi của tần trần khi hắn tiến lên không bao lâu thì một hồng bào kiếm khách liền xuất hiện trước mặt hắn mà dựa theo kiếm ý phát ra trên người đối phương tần trần có thể khẳng định tên kiếm khách hiện tại này mạnh hơn tên trước đó rất nhiều. Mà kiếm khách kia, ngay khi vừa nhìn thấy tầng trần, kiếm ý trên người hắn liền bộc phát ra, rồi lập tức liền hướng tầng trần lao tới. Do đã có kinh nghiệm từ trước, vì thế tầng trần cũng không có lâm vào bị động nữa, nên khi thấy kiếm khách kia lao tới, kiếm ý trên người tầng trần lập tức bạo phát, rồi nhanh chóng lao vào đối phương chém giết. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.